có chậu trồng sen, cái chậu đấy nó lớn như nào. Ví dụ như là cái nhà của bạn diện tích tới 100 m², nhưng mà cái chậu trồng sen đấy nó chỉ có đường kính khoảng 30 cm hay là 50 cm, nó quá nhỏ thì nó cũng không đủ tác động. Nhưng mà nó lại cả một cái hồ sen lớn, một cái hồ nước lớn để trồng sen ấy, thì nó có tác động. Cho nên là câu hỏi của bạn cũng chưa đủ dữ liệu để trả lời. Các bạn có thể, các bạn có thể là gửi cái bản vẽ ngôi nhà của bạn vào trong Zalo của cái số điện thoại của mình. Số điện thoại thì găm trên trên kênh ấy, trên phần thông tin của kênh YouTube này sẽ có găm cái số điện thoại. Đấy, thì quay lại cái câu chuyện là khi mà lựa chọn là xét theo ba yếu tố thiên địa nhân và đại cuộc, trung cuộc và tiểu cuộc. Đấy, thì đại cuộc là chúng ta vừa xác định với nhau là tính theo một cái cuộc lớn, là một cái đất nước hay là một cái thành phố, hoặc ít nhất nó là một cái ngôi làng. Ngôi làng thì ví dụ như là trong một cái thành phố, trong một cái đất nước đi, thì chúng ta phải xác định được rằng là những cái thành phố nào nó đang phát triển, nó đang được hưởng lợi từ thiên thời, đúng không ạ? Thì kể cả chúng ta không biết phong thủy gì, chúng ta cứ chạy đến những cái vùng đất mà thành phố người ta đang được phát triển đi, đang được hưởng lợi từ những chính sách của chính phủ. Ví dụ bây giờ các bạn là những người mà nhanh nhẹn, các bạn có khả năng làm ăn, thì các bạn phải chọn những cái thành phố trực thuộc trung ương để các bạn khởi nghiệp, các bạn làm ăn. Chứ các bạn giỏi bây giờ các bạn chọn lên những cái thành phố mà heo hút ở tít trên Tây Bắc hoặc là về miền Tây heo hút thì cũng rất là khó thành công, rất là khó. Mình không dùng từ là không thành công được, mà mình sẽ khó khăn hơn, nó ít cơ hội hơn. Thì đấy là yếu tố chọn về đại cuộc. Và yếu tố trung cuộc, yếu tố trung cuộc là sao? Là khi mà chúng ta đã chọn được yếu tố đại cuộc rồi thì chúng ta phải chọn được yếu tố trung cuộc. Trung cuộc là ở một cái khu đô thị, một cái khu đô thị lớn chẳng hạn, hay là cả một cái phường nào đấy. Ví dụ trong một cái khu đô thị lớn này thì nó sẽ rất rất nhiều là cái trục đường giao thông xương cá này. Đấy, các bạn hình dung ạ. Đấy. Rồi kể cả trong cái khu vực đấy, trong cái khu đô thị đấy thì lại có những cái dòng sông nó chảy ngang qua. Đấy. Dòng sông chảy ngang qua. Thì chúng ta phải biết được là trong cái chung cuộc này có cái thế sông thế thủy như này, thì chúng ta nên chọn những cái khu vực nào nó sẽ vượng, khu vực nào nó sẽ được hưởng lợi từ thiên thời, từ địa lợi. Đấy, từ thiên thời, từ địa lợi. Ví dụ như là ở gần bờ sông này thì phải là những cái hướng thuộc vận 1 2 3 4 này, hướng suy này, thì nhìn ra sông, rồi cộng theo thêm cái tính về thủy pháp nữa, thì khi đấy nó sẽ rất là tốt. Nhưng mà ngược lại, nếu mà vẫn là cái dòng sông này nhưng mà chúng ta lại chọn cái hướng vượng, ví dụ như là hướng nam hay hướng tây bắc mà nhìn ra dòng sông, lại cộng thêm cái thủy phá lâm quan nữa, thì nó rất là xấu. Đấy là chọn về yếu tố trung cuộc. Trung cuộc. Đấy, còn về yếu tố tiểu cuộc. Yếu tố tiểu cuộc nữa. Tiểu cuộc là ở đây là gì? Cụ thể là trong một cái con đường hay một cái khu phố, một cái khu phố, thì chúng ta chọn cái hướng nhà xong rồi, mình biết được cái hướng rồi, biết được đại cuộc rồi, biết được trung cuộc rồi, thì bây giờ tiểu cuộc là cụ thể. Ví dụ như trong cái con đường như này thì chúng ta nên chọn cái lô đất ở chỗ nào, đúng không ạ? Lô đất ở chỗ nào trong cái tiểu cuộc đấy, trong tiểu cuộc đấy, thì cụ thể trong cái đại cuộc đã được, trung cuộc đã được, thì tiểu cuộc, ví dụ trong cái ngã tư này, cụ thể trong ngã tư này, chúng ta vẫn chọn cái hướng tây bắc đi, đúng không ạ? Chọn hướng tây bắc thì những cái lô như này là hướng tây bắc chẳng hạn, đây là tây bắc, thì chúng ta phải biết được rằng là với những hướng tây bắc thì trong một cái ngã tư này hay trong một con đường nào này thì chỗ nào tây bắc nó sẽ vượng, chỗ nào vượng nhất, chỗ nào vượng nhì, và chỗ nào nó dần dần nó giảm nó sự vượng đi, và chỗ nào nó suy thì mình né nó ra, đúng không ạ?
Thì cụ thể như này, khi mà phân cung lập cực ra ấy, thì các bạn hình dung là trong một cái con đường hay là gần, đặc biệt là gần ngã tư này, thì cái ngôi nhà hướng Tây Bắc, thì cái bên ngã tư này nó là gì? Phân cung lập cực ra này, thì ngã tư này nó chính là Tây này. Thì vô hình chung ấy, ở cái ngã ba ngã tư ấy, thì nhà hướng Tây Bắc, thì ngoài cái chuyện là ăn được khí Tây Bắc vào nhà, thì cái ngã ba ngã tư này là cái nơi động khí rất là nhiều. Động khí là nó đưa cái khí từ ngã ba ngã tư, trong cái giao thông đi lại, trong cái sự hút khí của con đường, khí nó sẽ đi từ nơi rộng tới nơi hẹp ấy. Thì khí từ ngã ba ngã tư này nó vào cái nhà Tây Bắc này nó rất là nhiều. Thì cái khí ngã ba ngã tư này nó lại là khí Tây. Mà Tây trong thời vận này thì nó là gì? Là chính thần, là đương vượng. Thì suy ra cái ông Tây Bắc, ông sẽ ăn được cả khí Tây và Tây Bắc, là đồng nguyên nhất khí, là đều vượng. Thì vị trí này nó là sự vị trí đẹp này. Các bạn hình dung không ạ? Vị trí đẹp. Nhưng mà ngược lại ba cái lô này là ăn được cả Tây và Tây Bắc này. Nhưng mà ngược lại những cái lô vào trong này này, những cái lô tiếp theo, thì nó vẫn là Tây Bắc, nó vẫn đương vượng, nó vẫn là chính thần, nó vẫn là chính thần. Nhưng mà nó không vượng được bằng ba cái lô đầu tiên. Bởi vì ba cái lô đầu tiên này là ngoài cái khí Tây Bắc của chính cửa chính của nhà, thì nó ăn được cả khí Tây từ ngã ba ngã tư nó đổ về nữa. Thì ba cái lô này nó ăn được double luôn, ăn được hai lần luôn, thì nó phải vượng hơn những cái lô phía trong. Thì chúng ta nên chọn những cái lô này. Đấy, nó là như thế. Thì trong cái tiểu cuộc đấy, chúng ta nên chọn những cái hướng vượng, là ví dụ như là cụ thể con phố này nó là hướng Tây Bắc, thì chúng ta chọn cả một cái giải này. Nhưng mà là cái chỗ này là chỗ ok nhất, là ba cái lô này. Nhưng mà ngược lại cái ông Đông Nam bên này thì nó đang là linh thần, đang là hướng suy, thì chúng ta không nên chọn. Không nên chọn, mà chúng ta chọn theo thời vận, chọn theo chính thần này, để ăn được cả Tây và Tây Bắc đều đương vượng. Đấy, nguyên lý nó là như vậy. Đấy, thì sau khi mà xác định được vị trí rồi, thì chúng ta là phải biết được thủy pháp xung quanh này. Là trước cửa nhà là nước chảy từ bên trái qua bên phải, hay từ bên phải qua bên trái. Đấy, thì với mỗi một cái độ số của Tây Bắc, thì ta lại phân cung lập cực rồi tính thủy pháp trường sinh ra, xem có bị thủy phá lâm quan hay không. Đấy, thì từ cái thủy pháp đấy chúng ta sẽ xác định được là cái lô nào nó sẽ là vượng nhất, lô nào nó là vượng nhất. Và đấy là yếu tố thứ hai của việc lựa chọn là tiểu cuộc. Và cái yếu tố thứ ba lựa chọn tiểu cuộc nữa là khi mà chúng ta đã lựa chọn được hai yếu tố trên rồi, thì bắt đầu chúng ta là phải thiết kế cái bên trong ngôi nhà này này. Bên trong ngôi nhà là mình bố trí, là chúng ta bố trí công năng của bên trong ngôi nhà. Bố trí công năng bên trong ngôi nhà. Và bố trí cái đường cấp nước, thoát nước ở bên trong ngôi nhà. Đấy. Thì chúng ta phải, khi mà bố trí bên trong ngôi nhà ấy, thì những cái đường thoát nước này nó phải nằm ở đâu? Ở mộ, ở thai hay là ở dưỡng? Hay lại thoát nước lại thoát đi từ đế vượng lên thì thôi, thì nó cũng lại nghịch cuộc. Đấy, cho nên là khi mà đạt được yếu tố bên ngoài rồi, thì chúng ta lại phải thiết kế yếu tố bên trong, cái thủy pháp, cái yếu tố phong thủy bên trong lại nó phải hòa với yếu tố bên ngoài, để nó cộng hưởng với yếu tố bên ngoài. Chứ bên ngoài đã đúng nhưng mà thiết kế bên trong lại sai, thì nó nghịch với nhau. Nó nghịch với nhau thì cũng không tốt. Bên ngoài đúng rồi, nhưng vẫn cần thiết kế bên trong để nó cộng hưởng với thủy pháp bên ngoài, thì nó mới đạt được yếu tố. Các bạn hình dung ạ? Đấy. Cho nên là để mà hoàn thiện một chuẩn chỉ, hoàn mỹ một cái ngôi nhà ấy, thì chúng ta phải đi từ những yếu tố lựa chọn đất đầu tiên, lựa chọn theo thủy pháp, lựa chọn theo đại cuộc, trung cuộc, tiểu cuộc. Và sau đấy là thiết kế tiểu cuộc bên trong ngôi nhà, nó cộng hưởng với cái thủy pháp bên ngoài.
Thì về bản chất của phong thủy là chúng ta làm sao để cái ngôi nhà của chúng ta nó thuận theo tự nhiên, thuận theo đại cuộc, thuận theo thiên nhiên, để tất cả nó cộng hưởng với nhau. Đấy, nó cộng hưởng với nhau. Và bản chất của phong thủy là làm sao để cái bản thân mình, để ngôi nhà của mình sinh sống nó thuận theo thời vận, thuận theo thiên nhiên, để trời độ, đất độ. Khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó được trời độ, được đất độ thì rất dễ thành công. Nhưng mà chúng ta có giỏi đến đâu thì giỏi, nhưng mà chúng ta làm cái việc mà không được trời độ, không được đất độ thì rất khó thành công. Có thể người ta vẫn thành công, nhưng mức độ thành công vừa phải, hoặc là gì? Hoặc là người ta phải bỏ gấp trăm lần, nhiều lần cái công sức mà nhẽ ra người khác bỏ ra. Ví dụ người ta ở một cái ngôi nhà vượng, một ngôi nhà hợp phong thủy, được trời độ, đất độ, thì người ta chỉ bỏ ra sức lực là 5 phần, người ta đã kiếm được một cái khối tài sản hay là một cái sự thịnh vượng là 10 điểm chẳng hạn. Nhưng mà nếu các bạn ở trong một cái ngôi nhà mà không được trời độ, không được đất độ, các bạn vẫn với cái thành công là 10 đấy, nhưng mà các bạn phải bỏ sức lực ra là bằng 15, bằng 20 thì các bạn mới có được cái thành công đấy. Đấy, cho nên là cái yếu tố phong thủy là phải làm sao để hợp với thời vận, hợp với thiên nhiên, để trời độ cho mình, để đất độ cho mình. Đấy nó mới là cái cốt lõi, là cái giá trị của phong thủy mang lại. Là làm sao để trời độ cho mình, để đất độ cho mình. Chứ không phải là đi làm ngược với thiên thời. Đúng không ạ? Tại sao mà Lưu Bị và Lưu Bang là cùng khởi nghiệp để làm nên nhà Hán? Lưu Bang thì thành công mà Lưu Bị thì thất bại. Đấy. Là yếu tố trời độ, đất độ và nhân độ nữa. Nhân độ là những cái con người trợ giúp cho mình. Đấy. Các bạn có thể nghiên cứu lịch sử về từng cái thời đại, từng cái chu kỳ chẳng hạn. Lưu Bị cũng đâu thiếu nhân tài. Đâu thiếu nhân tài đâu. Nhưng mà cái nhân nó không đúng. Đấy. Có nhiều bạn bảo là tại sao Khổng Minh giỏi, nhưng mà nếu mà xét về chi ly thì Khổng Minh không thể nào bằng Hàn Tín được. Về chiến thuật, về binh thuật, về đại cuộc, chẳng qua là văn học sử sách người ta nâng cao lên thôi, nhưng mà xét về cụ thể, về cái tầm, thì Khổng Minh không thể nào bằng Hàn Tín. Đấy. Nhưng mà ngược lại, dưới Lưu Bang thì nó có những cái gì nữa? Lưu Bang còn một loạt những cái mãnh tướng khác, một loạt những cái quân sư nó còn xuất sắc khác. Đấy là nhân độ. Ngoài ra là còn đất độ nữa, là địa độ. Thì cái thời điểm khởi nghiệp của Lưu Bang và cái thời điểm khởi nghiệp của Lưu Bị nó cũng khác nhau. Và cái vùng đất Hán Trung đấy nó cũng có một cái tính chất nó khác nhau. Thế thì xoay quanh lại cái câu chuyện đấy, là mình muốn giải thích ở đây là gì? Để một cái cuộc đất, một cái ngôi nhà thành công ấy, thì nó phải là thiên độ, địa độ và nhân độ. Thì chúng ta sẽ dễ dàng thành công hơn. Còn kể cả khi mà chúng ta không được hai yếu tố địa và yếu tố thiên, khi yếu tố nhân này xuất sắc, chúng ta vẫn có thể thành công. Nhưng cái sức lực của chúng ta bỏ ra ở đây nó phải gấp nhiều lần so với cái người mà người ta được cả thiên độ, địa độ. Cái người mà được thiên độ, địa độ này, người ta chỉ cần bỏ 5, người ta ăn 10 rồi. Nhưng mà cái người mà không được thiên độ, địa độ, mà người ta chỉ có yếu tố nhân ấy, thì người ta phải cực kỳ xuất sắc, cực kỳ giỏi. Người ta phải làm tới 15, làm tới 20 thì người ta mới ăn được 10. Thì cái yếu tố phong thủy ở đây là mình phải làm sao để thiên độ, địa độ cho yếu tố nhân này này. Để cho mình được thiên độ, địa độ. Nó là như thế. Đấy. Thì
Trong tất cả cái yếu tố này thì có những cái yếu tố về tiểu cuộc thì sẽ chi tiết với các bạn ở một cái video sau. Yếu tố tiểu cuộc là ở đây là gì? Là đường, là ngã ba, ngã tư, là núi, sông, là công viên, là hình thế và là tuổi. Thì video sau thì mình sẽ chi tiết, sẽ làm chi tiết hơn. Thì hôm nay cũng rất cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Nếu các bạn nào có nhạ ý hoặc là có thiện cảm thì có thể là subscribe kênh để nhận được những cái video mới nhất và những cái kiến thức mà chúng tôi chia sẻ. Rất cảm ơn các bạn. Trong tháng này, chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí các gia đình khó khăn. Dọc trên các chuyến công tác, anh chị em nào quan tâm thì liên hệ để được chúng tôi trợ giúp kèm theo video về nhà hoặc ảnh các bản vẽ bữa trước gửi em. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nhé.